Hai lúa xin chào các bạn. Trong video clip này, hai lúa bắt đầu một cái series mới đó là đọc BI Box cùng hai lúa. BI Box là một trong những cuốn có thể nói giống như là cuốn kinh thánh của nghề BI. Và cái cuốn Kinh Thánh này thì thật sự nó cũng khá là khó, khá là phức tạp Và cũng như là để hiểu được cái cuốn này thì nó cũng không phải là một cái vấn đề dễ Thì trong series này, Hai Lúa sẽ đi qua cái cuốn BI Box thời điểm hiện tại, đó là version số 3 Để giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về nghề BI, để giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về BI Box này à, Và cũng như là từ đó, hy vọng là có thể hỗ trợ cho các bạn một phần nào đó trong trường hợp mà các bạn muốn thi chứng chỉ của IIBA những cái nội dung này thì hai lúa thực hiện dựa trên thứ nhất là cái việc phiên dịch nè, thứ hai là dựa trên cái kinh nghiệm làm việc, dựa trên cái hiểu của hai lúa về BI Tại vì thật sự cái cuốn BI này nó là cuốn kinh thánh và thật sự là mỗi trình độ khác nhau mỗi hiệu người ta sẽ có những cái cách hiểu khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, ở thời điểm năm 2021 thì có thể hai lúa hiểu những cái vấn đề đó nó là như vậy. Nhưng mà vào năm 2031 chẳng hạn thì có thể là hai lúa lại hiểu cái đó lại một cái vấn đề khác. Đó là điểm hay của BI box. Thực sự đó là điểm hay của VBA box và nó sẽ có rất là nhiều cái cách hiểu khác nhau, các rất là nhiều cái ứng dụng khác nhau ở những cái ngành nghề khác nhau, ở những cái môi trường khác nhau, ở những cái hoàn cảnh khác nhau. Thì đây cũng là lưu ý cho các bạn thì khi mà các bạn có có nhu cầu về tìm hiểu BI thì các bạn cũng đừng có đọc một lần. Các bạn hãy dành thời gian ra, có thể hôm nay các bạn đọc một lượt qua một năm, hai năm sau các bạn đọc lại, 10 năm sau, 20 năm sau các bạn đọc lại các bạn có thể cùng cảm giác với hai lúa là nó sẽ có cái sự khác biệt nó sẽ có rất nhiều cái điểm thay đổi có có nhiều cách cách hiểu khác nhau so với trước đây hi à, hy vọng là cái series đọc bi box cùng hai lúa này sẽ hỗ trợ cho các bạn đầu vào và cuối ai box thì đầu tiên là các bạn thấy là một cái bìa rất là cam rất là cam lè luôn rất là lè lẹt thì bi box ở thời điểm mà mình làm cái video clip này nó là bi box version 3 thì trong tương lai nó có thể có version 4, 5, 6 gì đó nhưng hiện tại đến năm thời điểm 2021 này thì nó vẫn là version 3. Thì uh, BI Box nó là một cái cuốn bách khoa tầng thư. Rất là nhiều BA trên thế giới, người ta gộp lại, người ta mô tả cái này, người ta xử lý cái này. Thì uh, BI Box là được uh, làm bởi tổ chức AIBA, International Institute of Business Analysis, một tổ chức khá là nổi tiếng của bạn. Phần đầu tiên thì mình lướt qua cái Table of content cái mục lục của nó. Các bạn sẽ thấy là đầu tiên là chúng ta có chương 1 là phần giới thiệu nè. À, cái thứ hai là những cái Key Concept. À, mình cũng không biết dịch cái chữ Concept này ra tiếng Việt như thế nào cho nó hay. Cho nên mình, thật ra trong uh, BI Box này thì mình cũng xin phép các bạn là mình sẽ giữ tiếng Anh để mà nó lột tả hết toàn bộ được cái ý nghĩa của nó. À, rồi tiếp theo cái Chapter 3 thì chúng ta sẽ có cái phần là Planning uh, and Monitoring. À, đó là phần lên kế hoạch, kiểm tra, giám sát. Thì các bạn thấy là cái phần cái chapter 3 này thì chúng ta bắt đầu vào những cái key A, chúng ta lại key A là knowledge area của BA rồi. Thứ tư là elicitation and collaboration, tức là khơi gợi và hợp tác. Uh, requirement lifecycle management quản lý cái vòng đời của yêu cầu nè. Strategy analysis là về mặt phân tích chiến lược nè. Uh, requirement analysis and design definition, tức là chúng ta phân tích yêu cầu và chúng ta thiết kế nên cái sản phẩm lên cái giải pháp. Rồi, solution Evaluation đánh giá và giải pháp um, Underlying Competency nó liên quan tới các vấn đề liên quan tới uh, risk liên quan tới uh, kiến thức kỹ năng cần có liên quan tới công cụ, liên quan tới kỹ thuật này. và chương 10, chúng ta sẽ học về những cái techniques mà chúng ta sẽ có thể uh, sử dụng trong ba thì các bạn thấy là những cái techniques này thì mình cũng đã có một cái series bài viết trên uh, fanpage của hai lúa trên facebook của hai lúa mình nói về những cái techniques này rồi những perspective, những cái khía cạnh khác, những cái khía cạnh phụ và cũng như một số cái phụ lục. Thì các bạn thấy là nói với VA Box thì nó là một cái cuốn nó cũng khá là dài và nó cũng khá là cũng gần cũng khoảng 500 trang, cũng khá là nhiều ha này đầu tiên thì mình muốn giới thiệu về cái cuốn BI Box này thì cái cuốn BI Box này cái phần giới thiệu này thì mình cũng sẽ cho lướt qua cho các bạn về những cái nội dung À, thì về cái phần cái nội dung á thì uh, chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là nó BIBot nó sẽ giới thiệu cho các bạn liên quan tới những cái khía cạnh là về uh, BiaBot này để làm cái gì Uh, những cái cấu trúc về uh, cái project nó sẽ đi như thế nào, uh, định nghĩa về BA, mình zoom lên cho các bạn thấy ha. Như các bạn thấy là ở các uh, series trước thì mình đã nói là uh, định nghĩa BA như thế nào, chúng ta hiểu BA như thế nào. Thì ở đây thì cái định nghĩa của BA thì mình cũng lấy từ IIBA và trong cái định nghĩa đó các bạn thấy rất là rõ ở đây, chúng ta được thể hiện trong BA Bot thấy là BA nó đâu phải chỉ có đơn thuần là chúng ta làm BA là chúng ta chỉ biết là phần mềm chúng ta chỉ biết phân tích này đâu mà chúng ta các bạn thấy nó còn liên quan tới rất nhiều cái liên quan tới chiến lược nè, strategy nè, strategic nè, liên quan tới vận hành này, liên quan tới hoạt động nè. Đó và các bạn thấy là nó luôn BA nó luôn có thể hiện một cái sự là ở đâu có vấn đề, ở đâu có cơ hội thì ở đó sẽ có BA và uh, càng uh, muốn cải tiến, càng muốn phát triển thì sẽ cần cái công việc của BA. A business Analyst A Business Analyst là những người làm BI Nghe như mình đã nói ở cái series là bắt đầu bằng nghề BI rồi đó thì những cái những cái phần này là những cái phần nói chung thôi thì mình sẽ cũng không có uh, đi sâu vào chi tiết cho các bạn như là ở, ở các, các cái phần sau ở các cái nội dung sau đặc biệt là những cái nội dung liên quan tới knowledge area thì mình sẽ đi khá là chi tiết uh, thì quay lại cái vấn đề là các bạn thấy là chúng ta nói về business analyst thì họ là những công việc gì thì đầu tiên là các bạn thấy họ là understand enterprise problems and goals họ phải uh, hiểu rõ về cái vấn đề của một tổ chức một doanh nghiệp những cái mong muốn những cái mục tiêu của một doanh nghiệp đó analyzing needs and solution thì needs và solution thì các bạn thấy là cái chữ niche và cái chữ solution thì nó mang tới những cái mong muốn những cái nhu cầu và những cái giải pháp để mà thỏa mãn những cái mong muốn những cái nhu cầu đó uh, devising strategy là đưa qua những cái chiến lược những cái hướng đi driving change tạo nên cái sự thay đổi và facilitating stakeholder collaboration là chúng tôi là tăng cường cái sự phát triển hợp tác cái sự phát triển của các cái stakeholder các bên liên quan với nhau À, thì ở dưới đây chúng ta tìm hiểu qua một số cái nội dung liên quan tới là các cái vị trí mà một người làm Business Analysis có thể có nè. Chúng ta có Business Architecture, tức là những người là mang tính là như là cơ cấu doanh nghiệp, này, xây dựng doanh nghiệp, này, tổ chức doanh nghiệp nè. Business System Analyst, à, Data, à, họ cũng là một cần PA ha. Enterprise Analyst là những người phân tích về mặt tổ chức doanh nghiệp rồi management còn những uh, giống như các bạn thấy những công ty như là McKinsey như là BCG họ đưa ra những cái tư vấn về mặt chiến lược về mặt quản trị về mặt sản phẩm rồi product manager, product owner, system uh, uh, analyst vân vân bản thân những cái này các bạn thấy BA nó là một cái khái niệm rất là bao trùm và rất là ngành nghề khác nhau uh, phần tiếp theo trong cái phần introduction này họ nói về cái cấu trúc của BI box uh, đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái phần uh, business analysis key concept những cái key term những cái từ ngữ mang tính keyword uh, mà rất là quan trọng mà các bạn cần phải nắm. Uh, underlying competency uh, nói về những cái kiến thức, kỹ năng, những cái hành động, hành vi đôi khi cả những cái nguyên tới đạo đức nữa mà chúng ta cũng phải quan tâm của một người BA AI khi mà chúng ta làm BA thì chúng ta phải làm quan tâm những cái chuyện gì như thế nào. Uh, những cái techniques những cái kỹ thuật làm việc BA những cái perspective uh, nói về những cái uh, yếu tố hỗ trợ hơn những cái uh, công cụ hỗ trợ hơn những cái góc nhìn khác những cái uh, kiến thức kỹ năng bổ bổ sung rồi tiếp theo á chúng ta sẽ có những cái key concept các bạn thấy là đây là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải rất là quan tâm và những cái này đồng thời đó trong cái bài thi về C của những các cái cái BA thì những cái này nó cũng giúp cho các bạn có thể nói chung là các bạn phải nắm vững cái... những cái này. Những cái key concept này nó luôn phải nắm vững để mà các bạn có thể làm được bài thi. À, đối với những cái bài thi mà liên quan tới ECBA, như là entry level á thì những cái chứng chỉ đó thì các bạn có thể phần lớn là liên quan tới lý thuyết thì các bạn có thể nói chung là các bạn nắm và hiểu BA bóc là được. Nhưng mà đối với những cái chứng chỉ ví dụ như SIM CCBA hay là CBAP thì chúng ta đòi hỏi phải rất là nhiều về kinh nghiệm liên quan tới kinh nghiệm thực tế làm việc và cũng như là trong bài thi cũng rất là nhiều tình huống rất là nhiều case study mà các bạn cũng phải trả lời và xử lý chứ nó không đơn thuần chỉ là chúng ta chỉ là lý thuyết đâu cho nên là các bạn thấy là để mà chúng ta có thể nắm vững hơn nếu mà chúng ta có thể thi cử tốt hơn thì những cái case concept này các bạn rất là kỹ và một trong những cái case concept ở đây mà các bạn nhìn ở đây là business analysis core concept model À, một trong những cái mà mình luôn hướng dẫn các bạn mà một cái mà mình luôn nói là ở đây là một cái sự là đã đã bổng của phái ba một cái rất là bỏ công trứng phái ở phần tiếp theo đó là những cái knowledge area những cái knowledge area là những cái có thể hiểu đó là những cái cái step những cái phương thức những cái cách mà tuần tự mà một BA làm trong xử lý công việc thì các bạn thấy những cái này ủa sao nó không có liên quan gì tới mà các vị công việc ITBA đúng không ạ à? các bạn thấy là nó gần như là những cái liên quan tới planning tới Uh, requirement, cái strategy nữa. Những cái này thực sự nó đi rộng hơn cái khía cạnh mà chúng ta làm B ITBA rất là nhiều. Chúng ta các bạn nên hiểu là BA nó không phải chỉ gói gọn trong đây và uh, thực sự là các bạn thấy là chúng ta làm I đây là cũng đây cũng là lý do vì sao mà chúng ta làm B ITBA nhiều năm đi chăng nữa các bạn thấy là đi thi những cái này cũng rất là khó tại vì nó nằm ngoài cái khía cạnh liên quan tới việc là nó không còn là, quản lý quản lý phần mềm nữa. Ở nó liên quan tới các vấn đề liên quan tới yêu cầu muốn liên quan tới xử lý problems của một tổ chức một doanh nghiệp đi qua tới đưa ra những cái chiến lược để mà giải quyết để mà tăng cường kinh doanh tăng cường doanh thu vân vân rất là mạnh ha rồi ở các bạn nhìn ở đây thì đó là những cái mối quan hệ qua lại tương đồng thì trong khái niệm về mặt BA thì các bạn thấy là những cái knowledge area này nó không hề có cái gì gọi là cái trước cái gì trước cái gì sau mà nó luôn có cái sự tương quan qua lại tương hỗ hỗ trợ cái phần còn lại của những cái nội dung này thì nó liên quan tới việc là thể hiện cái cấu trúc những cái trình bày của cuốn bi Box thôi à, thì những cái phần này thì mình cũng không có đi sâu nhiều và tóm lại uh, các bạn nên hiểu là cuốn bi Box này là một cuốn bách khoa toàn thư có thể là một cuốn kinh thánh đối với dân ba tuy nhiên nó không phải là thần thánh và thật sự là chúng ta đòi hỏi rất là nhiều kinh nghiệm thực tế rất là nhiều trải nghiệm để mà chúng ta có thể hiểu được cuốn này và như mình nói ở đầu video là mỗi thời điểm khác nhau mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời mỗi giai đoạn khác nhau thì mà công việc thì chúng ta đôi khi chúng ta sẽ hiểu cái của BI bot này một cách khác biệt. Không 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 có thời điểm nào giống thời điểm nào. Đó cho nên là các bạn cũng nên hiểu là ở thời điểm này làm video mình giải thích theo kiểu A, nên đôi khi là 10 năm sau mình lại giải thích theo kiểu B. À, ngoài ra thì đó để hiểu của BI bot này thì thật sự là các bạn không phải là chỉ là đơn thuần là kỹ thuật là các bạn hiểu được đâu. Các bạn phải liên hệ các bạn phải tham chiếu qua những cái yếu tố khác tham chiếu qua những ngành nghề khác và một trong những cái gợi ý cho mình đó, đối với các bạn là uh, hiểu theo góc độ kinh tế theo góc độ quản trị kinh doanh thì đôi khi các bạn sẽ hiểu hơn tại vì thật ra làm gì thì làm thì nó cái niệm về mặt kinh tế nó sẽ gần gũi với cuộc sống của chúng ta hơn thì trong các video clip tiếp theo mình sẽ đi qua từng chương, từng chương một để mà hỗ trợ cho các bạn về những cái nội dung, những cái thông tin về trong cái trong cái cuốn này. À, ngoài ra thì trong trường hợp mà các cái chương mà nó nhiều thông tin quá, các cái chương mà nó có quá nhiều thứ thì mình sẽ có thể là chia ra, chia nhỏ ra, từng chương, từng một chương có thể qua hai, ba video clip để giúp cho các bạn có thể uh, nắm rõ hơn, hình dung hơn. Uh, thì uh, hy vọng là qua cái series này có thể giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Bia Bot các bạn trong quá trình mình uh, trong quá trong quá trình mình đọc ở đây mình uh, nói là mình đọc thôi chứ mình cũng không dám nói là mình uh, giảng dạy gì cho các bạn về cuốn Bia này uh, mình chỉ muốn nói là đọc cùng các bạn thôi uh, coi như là mình học cùng các bạn À, thì hy vọng trong quá trình mình đọc thì có các bạn có ý kiến có, có uh, suy nghĩ có cái gì cần trao đổi thì các bạn hãy comment bên phía bên dưới thì mình và các uh, bạn trong team hai lúa cũng sẽ trao đổi chung với các bạn uh, hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công